Thưa quý khán giả và các đồng chí, sự kiện 5.000 bước chân hạnh phúc, Ngày hội đi bộ vì bệnh nhân ung thư Việt Nam năm 2024 đã diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 10 tại Hà Nội. Đây là một trong chuỗi các sự kiện thường niên dành cho bệnh nhân ung thư và người thân trên toàn quốc do Tổ chức Sáng kiến Ung thư Muối phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức. Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của toàn xã hội về căn bệnh ung thư, lan tỏa tinh thần sống tích cực và nhấn mạnh thông điệp bạn không phải chiến đấu với ung thư một mình. Với mong muốn giúp bệnh nhân và xã hội có thể nhìn nhận về căn bệnh ung thư hay những chữ K theo cách vui vẻ và tích cực hơn, chương trình đã lựa chọn chủ đề cho hành trình đi bộ mang tên Happy K, chữ K hạnh phúc. Những chữ K gắn với ý nghĩa lạc quan, tốt đẹp đã được bố trí trên khắp hành trình đi bộ để mỗi người tham gia đều sẽ tìm được chữ K hạnh phúc dành cho mình. Đó có thể là khỏe mạnh, kiên cường, kết nối hay khao khát. Vượt hơn 500 km từ Quảng Bình ra Hà Nội, đi bộ 5.000 bước cùng các bệnh nhân ung thư khác, chị Châu thấy được tiếp thêm sức mạnh. 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, chị chọn hai chữ K là kiên cường và kỷ luật để duy trì được sức khỏe như hôm nay. Thứ nhất là K kỷ luật, thứ hai là K kiên cường. Riêng bản thân tôi thì sau quá trình điều trị xong thì về cũng rất là yếu, phải nằm liệt giường 2 tháng. Nhưng mà sau đó nhờ cái sự kiên cường và tính kỷ luật thì từ một người là ít khi rèn luyện thể thao thì sau đó mình đã đi bộ được chặng đường rất là dài và sau đó mình lại tập được chạy bộ. 7 năm ung thư vú, trải qua nhiều lần hóa trị, xạ trị, hôm nay chị Vân Anh vẫn vượt hơn 2.000 km từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tham gia ngày hội đi bộ vì bệnh nhân ung thư Việt Nam. Hành trình này với chị không đơn thuần là rèn luyện sức khỏe mà là truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ. Qua sự kiện 5.000 bước chân hạnh phúc này, mình muốn truyền đến một năng lượng thật tích cực đến với các đồng bệnh, các chiến binh là chúng ta không chiến đấu ung thư một mình, mà chúng ta sẽ có xã hội, các tổ chức và tất cả sự yêu thương của mọi người đến với chúng ta. Cùng với hoạt động đi bộ, năm nay ban tổ chức đã phối hợp với các đơn vị đồng hành mang đến cho bệnh nhân ung thư và người thân các workshop về cắm hoa và tư vấn dinh dưỡng, tạo không gian kết nối, giúp bệnh nhân có thêm những trải nghiệm và thông tin bổ ích trong chăm sóc sức khỏe cả về tinh thần và thể chất. Các workshop bên lề như là workshop cắm hoa hay là workshop dinh dưỡng không chỉ nâng cao giá trị tinh thần kết nối cộng đồng mà còn cung cấp các thông tin y khoa chuẩn xác, kết nối bệnh nhân với các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực dinh dưỡng để giúp mọi người có thêm hiểu biết kiến thức. Và đây là cái cơ hội tốt cho bệnh nhân cũng như là người nhà có thể đặt câu hỏi trực tiếp với diễn giả. Triển lãm ảnh Happy K cũng là một điểm nhấn trong hành trình 5.000 bước chân hạnh phúc năm 2024. Thông qua những bức ảnh kèm theo câu chuyện, thông điệp từ chính các bệnh nhân ung thư hoặc các nhân vật truyền cảm hứng, người tham gia hành trình, đặc biệt là những ai đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư, sẽ được tiếp thêm niềm tin và động lực để vượt qua những khó khăn.